Hoảng hồn, tài công 12 tuổi lái đò chở khách sang sông Đồng Nai. Theo hình ảnh người dân ghi lại tại bến đò Hiếu Liêm ở Đồng Nai cho thấy, tài công của chiếc đò lại là một cậu bé còn nhỏ tuổi. Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phan Trong cho biết đã xác minh xử lý vụ bến đò Hiếu Liêm ở xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai để tài công 12 tuổi lái đò đưa khách qua sông Đồng Nai. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh chuyến đò mang số hiệu DN0871 được cho là tại bến đò Hiếu Liêm đang chở khách qua sông. Đáng nói, người điều khiển lại là một cậu bé còn nhỏ tuổi. Bước đầu xác định tài công nhỏ tuổi kia là một bé trai 12 tuổi, còn có một tài công đang lái đò tại đây. Cộng đồng mạng cho rằng đây quả thật là đang trêu người tử thần, rất nguy hiểm đến tính mạng hành khách. Chủ bến đò coi thường mạng sống của hành khách khi để thằng con 12 tuổi lái phà đưa khách sang sông. Những hành khách cũng xem mạng sống của mình trong trò chơi khi giao tính mạng của mình, người thân mình cho thiếu niên đưa sang sông, đề nghị các ngành chức năng làm việc thu hồi giấy phép đăng ký chủ phương tiện này. Các bạn nghĩ sao về trường hợp như thế này? Để lại một bình luận bên dưới cho chúng tôi được biết nhé. Đừng quên like, share video và nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận thông báo về những video mới nhất của chúng tôi.